Vòng tống kim đi, vô lết này. Ok anh ơi. Địt mẹ cái truy. Sau đây em trung gian giao dịch một cái đồ cho anh em à. Trung gian giao dịch một món đồ VIP slip anh em. Đâu đâu. Chất chơi người rơi anh em à. Đây là Phượng Tường Đông đúng không? Đúng rồi anh. Ít hôm ra phi vân làm phi vân sốt chiếu dạ luôn. Không anh, đi con chiếu dạ nên sập rơi vào. Em có đi phi vân làm gì đâu mà. Được anh em tin tưởng thì sau đây em sẽ trung gian một món đồ anh em à. Món đồ giá trị liên thành, một trong những món đồ hot server anh em. Em nhắn tin số Momo cho Cho anh. ông thu mua hay cho anh? Cho anh thôi. Giao dịch Momo không mất phí nha. Ừ. Vâng anh. Ok anh. 0936 Cứ đưa đồ cho em. 277 Anh mì cay 537. chuyển khoản Momo cho em. Không. Nó Anh chuyển mua. khoản Momo. Anh Nó bán mua. à? À anh bán Anh à? bán. À ok. Không. Anh chuyển khoản Momo cho em. Anh mì cay 0933 đưa đồ cho em. 627. 0936 277 537. À không. 0936 277 537 đúng không? 0936 277 537. Chị Ngọc Linh nha. Nhớ phải chị Ngọc Linh nha. Đừng có là tên khác nha. Em trung gian một món đồ anh em à. Linh linh là cao là thấp đấy. L cao chứ làm gì có. Em ghi rõ chữ ra như thế rồi. Em có phải bị. Em có bị ngọng đâu. Đùa anh. Rồi giao dịch đồ cho em này. À, anh em sẽ được thấy đây là trung gian món gì anh em à. Vâng. Anh em được thấy không. Một quả dây chuyền nam. Chất lượng mẹ ISO 9001 anh em à. Giờ mà lỡ tay bán xốp cái thì mẹ ăn cứt anh em ạ. Đây, một cái dây chuyền kháng tất cả 16, nội lực 94, sức mạnh 11, kháng độc 5, thể lực 12 anh em ạ. Rồi anh kiểm tra Momo. Ok anh em nha, tiền đã sang rồi anh em à. Ôi em cảm ơn nha, em cảm ơn. 3 triệu 3 đúng không anh? Từ 3,3 triệu, Ok, anh gửi ok. lại, anh gửi em 50k nhá. Ôi em cảm ơn nha. Ôi cái này giúp anh em thôi, anh em tin tưởng là được. Gọi là mấy đồng cà Đã nhận. phê. Ok. Được thì anh gửi số tài khoản cho em nhé. Anh không dùng Momo Anh không. à? Rồi em trung gian cái quả dây chuyền này anh em ạ. Được anh em tin tưởng, nói chung là trung gian cái quả này. Ok anh em nhá. Ôi, đúng rồi, không sao. Bấm đi anh đọc cơ Ok nào. thôi anh. Bấm nhá, bấm số tài khoản anh đọc nhá. Ok anh đọc đi. 566 Tài khoản ngân hàng gì ấy? BIDV 566 566 1 1 4 số 0 0 0 0 0 26 26 11 11 93 93. Hết chưa? Thế rồi, Nguyễn Thành Trung nhá. Cái gì từ từ thế. Đúng rồi, Nguyễn Thành Nguyễn Trung Thành anh ạ. Ừ. Là em gửi anh 3 triệu 3 đúng không? 3,250k anh đố em À, 50k ok, mà. em cảm ơn nhá, em cảm ơn nhá. Ừ. Được anh em tin tưởng anh em lọc cho ít tiền anh em ạ. Cái giày đó bán 3 triệu 3 anh em à. Thì anh em lọc cho em được ok anh em à. Em nói chung anh em tin tưởng em mà gọi là em trung gian thì em sẽ hỗ trợ anh em trung gian nha. Thì thoải mái anh em thì trung gian free. Còn anh em lọc lá như nào bao nhiêu em cũng nhận anh em ạ. À. Thế Nhiều còn ít nói đúng chung là được anh em tin tưởng là mừng anh em. Nói chung là mình có uy tín là mình mừng rồi. Anh nhận được tiền chưa? đây, để anh báo hỏi ông này xem, anh bán hộ với ông Trung Chu Hỷ Nhược mà.
Nhận rồi em ạ. Ok anh nhá. Cái dây hồi nãy em vừa review cho anh em đấy, cái dây kháng tất cả 17 anh em. Em cảm ơn anh nhá. Cái dây hồi nãy anh em có thể tua lại cho em giao dịch cho người ta rồi anh em. Cái dây truyền nam kháng tất cả 16 anh em à. À, nội lực tám mấy á, em không nhớ cho lắm anh em à. Mạnh 11. Đúng, sức mạnh 11 kháng nội lực tám mấy điểm ấy, em không nhớ. Ok anh em nhá, cảm ơn tất cả anh em.